để tiếp nối chương trình đến bài Tỉnh Bạn Trần Gian. Bài này Đức Thầy viết tại nhà thương Chợ Quán, tháng Chạp năm Canh Thìn. Nam Mô A Di Đà Phật. Nghiệp chướng lăn loạn hại xác thân, chúng lành buông tiên dòng bông ngân. Nặng trai dình tròn tơ tóc dây quặng, gái dẹn phân nợ nước văn chương toan bao đáp ơn nhà đạo đức quyết đền ân. Khuyên người trí sĩ mau mau tỉnh, giấc mộng nam kha chốn thế trần. Thế trần tạm giả gạt đời ta, lướt khỏi sông lẻ thằng
si phòng con điều thêm bằng nhận nhịn ác không chuyện kéo dài tiếng gọi hồn mê hồn được phải toan sắm sửa rước trần ai trần ai chỉ có thú phong tranh đâu thành ra mày quan cừu chung cuộc chỉ mang câu thất vọng sống đời ghi chất mỗi sầu cổ kim máy tạo nhiều quyền bi lão ấu xây dần lắm mẹo cũng chẳng cướp xong quyền giò trù mà còn đeo đầm thu phong chẳng ngừng ngỡ ngang tuổi già thân yêu đã sầu cảm tóc bạc mình dê rộn ràng biết được trần gian là mộng huyền tử thần sửa soạn kéo vào cạnh sông sâm dày phòng mây mười lắm lúc đua chiến
chút nước cho sông tim cuộc thay trao dồi mượn tất hơi nín thở nằm ngay đôi lời kể lại nỗi hàn huyên mã lần trái to quý lâm tiền tưởng dậy xác thân đa hạnh nào hay hồn phách lắm quan khiên thiên đường siêu thoát thời thông thà địa ngục trầm luân ách đạo điên nên chọn một nơi thanh tịnh ấy rực trần bất nhiệm mới là cảnh Phật đang diệu pháp chuyển thân vô sự ấy quyền thông qua kiếp chẳng ngờ hiền tay thân lòng bồn phan phổ thế chúng sanh qua bể khổ đã miền niềm lanh trần gian trần gian khói lửa dưới đao binh Phật sớm bày phép hiền
khổ Nam Mô Vô Lượng Phước. Việt Nam tổ rầy dầu cho lăng lấp ráng kiên trinh kiên trinh mà chịu lúc nặng tay gian nan giả chớ này vàng đã bao quen cơn nước lửa chỉ thao lắm chuyện lúc non bền gắng chờ đợi ngày xâm hiệp gắng chi trong mong bữa tiệc khai thiên địa tùng quần gom một môi phạm trần vẹn kiếp kiên bùng Nam Mô A Di Đà Phật.